Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Di Lặc, Bạch Thượng Tọa Thiện Hiện: Thưa Đại Đức, Đại Bồ Tát ấy duyên các sự như thế, khởi tâm tùy hỷ hồi hướng, thật không có sự sở duyên như thế, như tướng sở thủ của Đại Bồ Tát ấy. Cụ Thọ Thiện Hiện nói: Thưa Đại Sĩ, nếu không có sự sở duyên như cái tướng sở thủ, thì tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy dùng thủ tướng làm phương tiện, duyên khắp vô số vô lượng vô biên thế giới trong mười phương. Các thiện căn đã có của vô số vô lượng vô biên các đức Phật ở mỗi thế giới đã niết bàn, từ sơ phát tâm cho đến pháp diệt, và thiện căn đã có của các đệ tử nhóm tụ tất cả sự tùy hỷ hiện tại hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Sự tùy hỷ hồi hướng đã phát khởi như thế, đâu chẳng phải là điên đảo. Như đối với vô thường cho là thường, là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đối với khổ cho là vui, là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đối với vô ngã cho là ngã, là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đối với bất tịnh cho là tịnh, là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Đây đối với vô tướng mà thủ tướng cũng như vậy. Thưa Đại Sĩ, như sự sở duyên thật không có, thì tâm tùy hỷ cũng như vậy, các thiện căn vân vân cũng như vậy, quả vị giác ngộ cao tột cũng như vậy, sắc thọ tưởng hành thức cũng như vậy, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng như vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như vậy, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng như vậy, địa thủy hỏa phong không thức giới cũng như vậy, vô minh, hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não cũng như vậy. Bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa cũng như vậy. Pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi. Pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng như vậy. Chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng như vậy. Thánh đế khổ tập diệt đạo cũng như vậy, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng như vậy. Tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng như vậy. Bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng như vậy. Pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện cũng như vậy. Năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng như vậy. Mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng như vậy. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng như vậy. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng như vậy. Tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng như vậy. Chư thanh văn độc giác đại thừa cũng như vậy. Thưa Đại Sĩ, nếu sự sở duyên